Xin chào, chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người một ngày mới, một ngày chủ nhật luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, mọi việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Thưa bà con và mọi người, trong tuần qua và nhiều tuần qua thì bà con và mọi người đã ủng hộ cái đà pha mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Nếu bà con nào lần đầu tiên xem kênh mình hoặc chưa đăng ký ủng hộ cái đà pha mình thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký miễn phí bà con nha. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất nhiều. Hôm nay ngày chủ nhật, mình đã phù hợp sẽ quay trở lại quay giải cả cà phê giờ tiêu tại cả địa phương, cả tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật xem thử rồi ra sao nha. Sau đây mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bài giảng ngày hôm nay ngày chủ nhật nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu xã hôm nay ngày chủ nhật tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.